Chào bạn nha, HB Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến cái thế giới vua trái cây nha. Ý mình là King Legacy đó, không cần phải nói rồi. Hôm nay chắc chắn mình phải qua được C2 thôi các bạn ơi. Cho nên mình vẫn lại tiếp tục cái hành trình đi farm cấp của mình. Và mình cũng sẽ kết một loại trái cây mới mà các bạn fan cứng yêu cầu mình rất nhiều luôn. Đấy chính là trái Phoenix hay còn được gọi là trái Phượng Hoàng các bạn ơi. Đây là trái Legendary cuối cùng trong cái thế giới này rồi. Các bạn fan cứng muốn thì mình phải chịu theo các bạn thôi chứ sao giờ. Thế thì phải giúp cho mình một like nha. Bấm lên cái kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Thôi, còn bây giờ thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ngày thứ 5 trong cái thế giới vua trái cây nha các bạn ơi. Hiện tại thì cấp mình đã 2000 rồi, chỉ cần thêm 250 cấp nữa thôi là chúng ta là có thể qua được C2 rồi, đúng không nghe? Dạ đúng rồi á. Và mình có đọc comment của các bạn fan cứng thì các bạn yêu cầu mình gắn một loại trái cây mới rất là nhiều luôn, đó chính là trái Phoenix, trái Phượng Hoàng các bạn ơi. Mà trái đó thì lại rất là hiếm, mình làm gì mà lại có được, nghe có không em? Có anh. Anh xin trái đó nha các bạn, kìa anh gắn trái đó quá trời mà. Chạy đi. Chạy anh ơi, chạy nè anh ơi. Rồi, không em còn trái sâu nữa hả? Không biết trái sâu các bạn có mình gắn không? Các bạn fan cứng của mình muốn cái gì thì nhớ comment xuống phía dưới nha. Đó, vậy là chúng ta đã có trái Phượng Hoàng. Oh shit, trái này cũng là một trong những trái Legendary đúng không? Đúng rồi anh. Và đây là trái Legendary cuối cùng mình cắn trong cái thế giới này rồi các bạn ơi. Đâu để xem coi là cái trái Phượng Hoàng ở trong này nó có gì hay ho nha. Ủa sao cái trái này Legend mà tại sao nó chỉ có 5 chiêu vậy? Nó thua mấy anh em Legend khác rồi. Quá là tệ. Skill mình cũng không cần phải đi cày nữa các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần đi test thôi. Nhận nhũ đâu nhỉ? Bên này đúng không? Nhỏ này đúng không? Chúng ta sẽ tiêu diệt 4 thằng Fitman, 4 thằng người cá. Rồi, test chiêu nè, đập vỡ. Oh shit, trời ơi, chiêu này đẹp vậy. Cái cánh nó ngầu lắm anh. Hơi bị ngầu các bạn ơi, mình mọc ra hai cánh Phượng Hoàng luôn nè. Rồi mình đập xuống đúng không? Đấy, đúng rồi anh. Vờ cánh xuống nè. Wow, không ra đáp luôn. Vậy là tầm nó quá gần, chết tiệt, từ từ các bạn ơi. Tầm nó gần lắm. Quá, vậy cũng không vui nha. Phun nè, wow. Ui, nó còn bị thiêu đốt nữa hả? Dạ đúng rồi anh. Sao khủng khiếp quá vậy? Giác lại cái nào. Farm đó, lên cấp luôn. Chiêu ít là phục hồi đúng không? Mấy thằng kit man này đánh đâu à, phục hồi nè. Ừ. Anh có thể phục hồi cho mấy đứa luôn hả? Gì xịn vậy? Đúng rồi anh. Không tốt gì luôn. Không tốt gì luôn. Wow. À, phục hồi ở đây nó hết rồi, nó không phục hồi mãi được các bạn ơi. Rồi vô. Xơi đá. Wow, nó cũng là một cái cánh rồi đập xuống thôi các bạn ơi. Mà lần này nó lướt tới luôn, quá là xịn. Rồi đá lại cho xem nè. Ui. Ôi ôi, quá mạnh luôn các bạn ơi. Một chiêu xơi là 7.000 máu. Rồi, Z là 6.300 hả? Thiêu đốt lên 11.000 luôn. Wow. Rồi xơi. Đó, thiêu đốt lên các bạn 10.000, 11.000, 12.000. Oh shit. Rồi bây giờ dùng chiêu cuối nè. Oh shit, tôi bắn sát rồi. Test skill rồi chứ mà mình làm thiệt là mấy này nó bắn sát hết rồi các bạn. Rồi lại nè. Đúng rồi. Biểu mẫu đầy đủ là gì vậy? Đặt tên gì nghe kỳ vậy? Rồi. À, chiêu này chỉ biến hình hả? Oh. Nếu mà như vậy là mấy chiêu này nó có thay đổi không nhỉ? Đó anh, và anh để ý điều không? Thay vì lúc mà anh chưa biến thành Phượng Hoàng ấy thì cái chiêu E của anh nó là bay. Bây giờ hình lốc xoáy rồi. Đúng rồi anh. Ồ, như vậy là con này nó đến 5 chiêu rồi, đâu phải là 4 chiêu nữa đâu. Thì là mình đã quá sai rồi các bạn ơi. Bây giờ chiêu Z nè, hạnh gì nặng rồi nè các bạn ơi. Smash nặng nè, vô. Wow, phun lửa từ xa luôn, quá xịn. Wow, cái này anh chơi từ xa hả? Mày đỡ nổ luôn á. Hình như là nó vẫn khá gần á. Phục hồi sức mạnh. Wow, máu lên nè. Và anh thấy gì mà anh? Cái vòng hồi máu nó khá to đúng không? Máu anh hả? Nó tăng như cái máy luôn. Ồ, đúng rồi. Wow, mặc dù là trái Legend mà nó giống trái support quá trời luôn. Biến hình lên một cái giá của anh là 15.000 nè, quá xịn. Wow. Chơi nè, tinh thần smart là gì đây? Lướt tới rồi nổ hả? Sao yếu hơn chiêu giá vậy? Chơi. Wow, lướt tới chết luôn. Rồi hai con đây cũng được. Rồi lốc xoáy. Wow, không trúng luôn, quá ngầu. Wow. Wow. Xoáy. Wow. Quá xịn. Cái chiêu lốc xoáy này ghê quá các bạn ơi, mình muốn sử dụng nó mình phải xuống dưới đất mình chơi á. Mặc dù mình là Phượng Hoàng biết bay luôn. Wow. Trời ơi, chiêu này có 11.000 đam hay sao? Gì mạnh quá vậy? Rồi nếu mà không biết hình Phượng Hoàng thì chúng ta sẽ bay thôi đúng không? Wow. Đúng rồi anh, có 3 skill để đánh chứ nhiều anh. 3 skill hả? Z, C và E. Oh shit, nó chỉ có 3 skill đánh thôi các bạn ơi. Oh my god. Quá tệ. Đúng vậy. Cái con này mặc dù là Legendary nhưng mà nó chỉ để dành để mà đi support thôi, đi hỗ trợ thôi. Mà với cái tinh thần háo chiến như mình thì cái con này không phù hợp với mình rồi. Mình sẽ dùng con này để mà farm lên cấp 2250 qua C2 nha. Lúc đó mình sẽ cắn một loại trái cây mới. Miễn là các bạn cơ mình muốn cắn trái gì mình sẽ trải nghiệm cái đó thôi. Bây giờ thì farm cấp thôi mấy đứa ơi, let's go. Gom thôi. Cũng chính rồi, cái cuối nè. Oh no. Oh shit. Rồi, qua đời. Rồi. Go. Yeah. 2050 rồi. Giờ mình chuyển qua khu mới farm anh ơi. Rồi, đi thôi. Ở đâu? Đó nè anh. Oh shit, boss đây sao? Let's go, được đánh boss rồi. Đây, để anh solo nó do mấy nè, anh không sợ đâu. Rồi, oh. Rồi, lốc xoáy nè. Wow, không trúng luôn. Gì kỳ vậy? Gì mà không trúng hả? Trời ơi. Rồi, chết. Trời, anh bay vậy sao nó chịu nổi? Lốc xoáy nè. Đúng rồi. Đánh gọn được nó rồi, không đụng được. Chết.
Đấy, ui 50.000 dam. Đánh boss thì nó dễ hơn nhiều quá, còn farm mấy anh kia lâu quá à. Rồi anh. Anh đã thể hiện được là mình đánh lại nó rồi đó, bây giờ là nửa cây cho nhanh nha. Vô. Ok anh ơi. Anh Z với C nha, rồi kết liễu. Rồi. Z. Rồi. Lên cấp 2001 đúng không ta? Đúng rồi anh, con tiếp theo sẽ là boss luôn á. Cứ Z với C thôi, quá đơn giản. Đúng vậy. Cuối mới. Cái cuối nào. Yes. Xơi. Wow. Rồi qua chỗ mới thôi. Ok anh bên đây luôn. Dàn vũ đâu ta? Đây. Rồi chỗ nhân vũ xa xôi vậy. Kỳ vậy. Rồi vô. Thằng này cầm kiếm hả? Rồi anh lần này xài kiếm á nha. Rồi anh không sợ bán này đâu. Để anh biểu diễn cho. Chém ghê lắm á. Yes nè. Xơi. Mà không trúng luôn. Ủa nó không có dùng chiêu gì đánh mình chứ vậy? Dễ vậy hả? Chém ghê lắm á. Đúng rồi, giấu đó. Để xem nó giấu được bao lâu nha. Xơi. Yes. Đó nè. Đó. Rồi. Yes. Cái gì thì boss đó hả? Phải không? Mấy đứa lừa anh rồi. Này tao phải boss đâu? Này là quái rồi. Quái đội lớp sát boss anh ơi. Dạ, quái đội lớp boss hả? Rồi lại nè, đã làm lại cho xem nè. Yes. Đá. Rồi lại yes. Rồi mình cứ yes chứ chơi thôi. Cứ đập rồi mình đá thôi. Nè, đập nè. Mình đá cái này nè. Ui kém rồi, kém, ui ghê quá hả? Trời ơi, kém ghê quá, anh sợ nữa mà. Nó đang bộc lộ sức mạnh của mình rồi đó. Ghê quá, này giấu sức mạnh ghê quá. Boss này đáng sợ, anh cũng phải chơi hay lắm, anh mới lấy được nó đó. Quá ghê luôn. Nó ghê quá, mấy đứa phải giúp anh nửa cây máu nha. À, ok anh. Rồi, đá nè, rồi vô. Trời. Trời gần tối em ơi. Đúng rồi anh, để em tam xích đây cho. Sáng rồi các bạn ơi, gọi tiếp tục em ơi. Dạ ok anh ơi. Giờ mình đánh con boss này lên cấp mấy nhỉ? 2150. Đúng rồi anh, nhưng mà em nghĩ là chúng ta không nên đâu anh. Lên 2200 luôn đi anh. 150 là đánh quái đúng không? Dạ đúng rồi anh. Mình đánh boss đi cho nhanh. Cái cuối, holy shit. Cái cuối nè anh ơi. Phát này nữa là 2200. Đúng vậy. Vô. Ờ. Đấy nè. Anh biết gì không anh? Sao? Mấy cái mũi tên của em á dính hết vô anh hết á. Ủa dính trên người anh hả? Chết kìa em chơi nó. Ok anh ơi. Ui, sống xe nó stun lại luôn hả? Đúng rồi anh, nó stun lại mà. Dạo giờ mình qua boss mới anh ơi. Đi thôi, 2200 quá đẹp luôn. Nhìn vô boss nằm ở đây anh ơi. Nhìn con boss nằm ở đâu? Boss nằm trong nhà. Nhà hả? Trước mặt luôn á. Ủa con này sao? Anh đánh lại nó không nè. Ủa sao nhiều quá trong này vậy? À lũ quá là lũ này hả? Đúng rồi anh. Ok boss người cá gia vị đúng không? Đây không khó đâu, mấy này em không sợ đâu. Ôi trời ơi, múa ghê. Ui ghê quá à. Rồi yes. Xơi. Rồi lúc xảy nè. Ui thằng nào đánh anh kìa. Bảo kênh rồi, sao mấy anh kia kiếm gì anh vậy? Anh làm gì nó đâu? Anh lấy cái nào đâu? Trời nè. Ôi boss thì ghê quá à. Anh sợ nó lắm á. Nè anh lúc xảy cái nữa chết luôn nè. Xoáy. Wow. Ơi, con này ghê quá à. Con này mạnh quá. Anh phải gồ lắm anh đánh lại nó đó. Trời ơi. Đúng rồi. Bây giờ là phải nửa gây cho nhanh nha. Chứ anh đánh mình không lại đâu. Ghê quá à. Ok anh. Chị cũ nha anh ơi. À rồi anh ơi. Đánh con đó nó có tỷ lệ ra cái kiếm của nó đang cầm luôn anh. Ủa đánh con này ra cái kiếm hả? Đúng rồi anh. Xếp hay đó. Rồi cố gắng đánh này ra kiếm nha. Đánh như này nên cấp 2250 thế nào cũng ra mà. Đúng vậy. Ui ra luôn rồi. Ui ra luôn rồi nè. Gì vậy? Sao đơn giản vậy? Wow. Cái ba chỉ. Mày anh. Ba chỉ đó anh. Ba chỉ. Holy shit. 2000 chỉ số mới có thể mở skill được hả? Bây giờ anh đặt lại chỉ số không? Ủa đặt lại chỉ số có 25 cú thôi hả? Đúng rồi anh. Quá ghẻ. Không cần suy nghĩ luôn. Anh sẽ tự trải nghiệm trên chính người anh luôn. Có con hả? Ủa có con hả? Có con mà anh. Không nói sớm gì chân vậy. Quá buồn. Ok 2000 vô kiếm đúng không? 4500 vô. Điểm gặp quỷ còn nhiều vô phòng thủ hết. Phòng thủ. Wow. Bây giờ mình cứ test skill xem coi là nó như thế nào nha. À con bóp bên này đi nè. Vô. Test nó chưa đi. Anh test chị Z xong tới em. Cái cây này xịn đến mức mà nó không có dịch sang được tiếng Việt luôn á. Tiếng Anh luôn kìa. Ghê quá. Không hiểu gì hết trơn. Anh thấy cây của anh chứ cây em khác nhau không? Gì giống nhau chứ. Chị em là hai kim màu thôi. Em đừng khoe anh. Sau này anh cũng có rồi. 5% anh quay ra được nha. Trời ơi khó nè. Anh cũng lấy được hết. Rồi dùng skill xem thôi. Z cái dáng hơi ngầu nha. Vô. Cái đó không sao, bây giờ mình sẽ làm lại nha. Đúng rồi. Xoay. Wow, 4500 chưa có full chỉ số thôi. Rồi ít nè. Wow. Ui, nguyên con cá mập luôn. Wow, xịn vậy. Wow. Vậy. Xoay. Ui, cái chi xoay này ngầu quá à. Cá mập mini. Wow, 4000 hình như là chưa ít này, hình như là yếu hơn chi Z đúng không? Ok, của anh 4500 đúng không? Của em tới 11k luôn anh. Ui, 1000 á. Oh shit, chỉ con cá mập của em bao nhiêu? Đây, cá mập của anh nè. 4000.
9.000 hả? Muốn bằng luôn mấy chiếc ác quỷ rồi, xịn vậy. Còn bây giờ có cây đinh 3 cũng xịn thì đó, sau này mình full chỉ số mình sẽ kết hợp vừa chiếc ác quỷ vừa vũ khí cho nó hấp dẫn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ farm cấp để mà qua C2 thôi. Let's go. Rồi nhiệm vụ. Oh shit, nhiệm vụ. Chết nè. Ôi nó múa rồi em, ghê quá. Rồi. Múa rồi mà. Hai skill thôi là đủ rồi. Đúng chứ vậy. Wow, quá nhanh. Cái cuối em ơi. Cái cuối nào. Chuẩn bị 250 nè. Chết. Trời. Thấy hả? Wow. Bạn có thể đi đến biển thứ hai nói chuyện với khách du lịch ở đảo Chiến Tranh. Đảo Chiến Tranh là đảo Hải Quân đúng không? Đúng rồi anh. Rồi, đi thôi. Ê, nhưng mà từ từ, trước khi mà đi thì cái đảo này nó còn cái gì tới cho mình làm không em? Dạ còn anh. Còn cái gì? Cho từ người cá anh. Oh shit, mình có thể học võ công ở đảo đây ư? Dạ đúng vậy. Wow, đâu thử em ơi, let's go. Lên trên đây anh ơi. Trên này hả? Muốn học võ công mà lên trên nóc nhà kỳ vậy? Giờ đi em nha. Đi xuống đây hả? Và anh chưa xuống đây có một cô gái bán cho mình character người cá nè. Phong cách nước thật hả? Tiếng Anh không vậy sao hiểu? Muốn học cậu ơi 1.500.000 belly hả? Anh giờ 4.500.000 trời, anh thiếu gì tiền đâu mua. Wow. Bây giờ ủa cái gì đâu cây vậy? Trời ơi, boss thì bắn thì xuyên nóc nhà rồi mà. Thôi đi thôi. Võ công người cá rồi nhưng mà anh không có chỉ số em ơi. Bây giờ mình chỉ mua trước võ công thôi. Sau này mà các bạn muốn mình luyện các loại võ công trong cái thế giới này thì các bạn nhớ comment xuống nha. Mình sẽ làm nó các bạn ơi. Mình phải đi qua C2 thôi. Let's go. Let's go ơi. Đâu anh đâu? Đây anh đây này, anh là Phượng Hoàng mà anh trên trời nè, nhìn đâu vậy? Ok, giờ anh bay em nha. Bay qua đây. Nói gì nhông này? Dạ đúng rồi anh. Ôi. Rồi, khách du lịch. Hi, can you help me find a map? Chấp nhận. Mang bản đồ đến cho thằng này hả? Bản đồ đâu? Lấy cho nó kìa. Bản đồ bên. Lại bay về đảo người cá nữa. Cũng vậy mình có set farm đâu mà. Quá đúng em ơi, reset cho nó nhanh nha. Ok, giờ tính ơi rồi. Rồi, bản đồ ở đâu? Mình phải đi đánh con boss cuối cùng ở cái đảo này anh. Lại con boss này nữa hả? Đúng rồi, chính nó đó. Rồi mấy con boss này không sợ đâu. Vậy ủa, không nữa sợ cái máu nè. À, ủa hay đó. Ủa không thấy. Ồ, rồi bản đồ đâu không thấy. Ây da, đánh con này nó có tỷ lệ da đó anh. Ồ, xếp thì là mình phải đánh nó khi nào nó ngớt cái bản đồ vậy thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi. Thấy. Gớt rồi nè. Wow. Chỉ với hai lần đánh thôi chúng ta đã gớt rồi bản đồ rồi đó, quá đơn giản. Và giờ chúng ta phải đem lại trả cho thằng đó thôi anh à. Ok, lại tiếp tục bay về. Đúng vậy, chúng ta tốn thời gian bay qua và phải giờ bay lại. Cái game này kiếm chuyện anh đúng không? Hướng nào vậy? Hướng này anh, hướng phía trước mặt em luôn. Trời ơi, cái tốc độ này quá khủng khiếp. Anh bay rất nhanh luôn á anh. Nhanh mà, tốc độ gì nữa. Rồi, vô, trả bản đồ trong này đúng không? Dạ đúng rồi anh. Anh vô xuống hết. Trả bản đồ trong đi. Quýt lứt. Rồi sao nữa? Giờ mình sẽ đi qua lại đảo bắt đầu anh. Để nói chuyện với ông thuyền trưởng để ông đưa mình qua C2 nè. Rồi, ok, let's go. Let's go nè, đi thôi. Hướng nào nhỉ? Chúng ta đã quay về những ngày đầu tiên. Wow. Rồi nói chuyện với ông nào? Thuyền trưởng này là anh đâu? Ông này đúng không? Ông này sẽ dẫn mình qua C2 hả? Rồi, chấp nhận. Tạm biệt mọi người. Mình sẽ qua C2 đây. Tạm biệt anh. Ủa? Em không qua được đâu. Tạm biệt anh. Oh shit, màn hình đen rồi. Wow, đây là C2 đây ư? Đúng vậy. Trong mà anh đã đến với One Đô Quốc anh. One Đô Quốc hả? Đúng rồi anh. Ở đây sẽ có những cái vui để mà chơi lắm mà đúng không? Có một thứ đặc biệt, đó là du biển anh ạ. Du biển ư? Wow, nghe hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà cái ngày hôm nay của mình nó đã quá dài rồi em ơi. Dạ đúng rồi anh, quá dài rồi. Đúng vậy, nên là mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cái C2 này vào ngày hôm sau nha. Mình cũng không biết ở C2 này sẽ có cái gì chơi đâu. Nếu như bạn muốn mình làm gì trong cái C2 này, đừng quên là comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc mà. Và giúp cho mình một like nếu như bạn thích thế giới vua trái cây của mình. Bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn buổi tối tốt lành nha. Bye bye.